Sau khi xuất hiện Tử Vân và A Phong đã hướng về phía Ma Thần để tấn công, hai người muốn kéo dài thời gian để những người còn lại có thời gian hồi phục linh lực. Đoàn tấn công kết hợp tạo thành hai vòng xoáy linh lực lao về phía Ma Thần, nhìn thấy nỗ lực của hai người, Ma Thần lại cười cợt mỉa mai, lại gọi hai người là lũ sâu bọ. Ma Thần nhẹ nhàng chạm hai bàn tay vào, ngay lập tức lớp phòng ngự bằng ma lực xung quanh hắn ta trở nên chắc chắn hơn. Đoàn tấn công của A Phong và Tử Vân không hề gây ra được một chút tổn hại cho Ma Thần chứng kiến đoàn tấn công của mình dễ dàng bị hóa giải hai người chỉ có thể lo lắng lùi lại a phong lo lắng anh cho rằng cứ hao tổn linh khí để tấn công ma thần như hiện tại thì sớm muộn hai người cũng sẽ kiệt sức a phong quyết định sử dụng tuyệt chiêu của mình để giữ chân ma thần tạo cơ hội cho tử vân tấn công nghe điều này tử vân rất lo lắng cho sự an toàn của a phong bởi vì chiêu thức đó sẽ gây thương tổn rất lớn lên người sử dụng vì đây là tình huống khẩn cấp a phong bất chấp nguy hiểm để sử dụng chiêu thức từ mắt a phong phóng ra những luồn linh lực màu vàng hướng về phía ma thần Tử Vân cũng sẵn sàng để tấn công, cô chỉ có thể nhắc nhở A Phong phải cẩn thận. Từ xa Ma Thần cũng thấy cảnh này, hắn nhận ra A Phong đang sử dụng đồng nhãn thuật. Trong chớp mắt Ma Thần đã bị đồng nhãn thuật khống chế, toàn thân Ma Thần bị những làn sóng màu vàng bao phủ, Ma Thần bất ngờ khi thuật pháp này có thể khiến hành động của hắn ta bị hạn chế. Điều này làm cho Ma Thần cảm thấy thú vị hơn, hắn bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình để cử động cơ thể, điều này làm cho A Phong vô cùng đau đớn. Những mạch máu của con mắt phải đã phồng lên, đúng như mong đợi của Ma Thần, hắn muốn xem A Phong có thể kiên trì đến bao lâu. Nhưng hắn đã xem thường A Phong, A Phong hét lớn, đồng thời phun ra một ngụm máu, lúc này anh ta đã sử dụng hai mắt để thi triển đồng nhãn thuật, A Phong yêu cầu Tử Vân ra tay. Khi này Tử Vân đã tiếp cận ma thần, sau đó tung ra những đoàn tấn công của mình. Ma thần nhìn thấy đoàn tấn công nhưng ánh mắt hắn ta không lộ ra sự lo lắng, lúc này trên bầu trời tràn ngập những vụ nổ. Hiện tại mọi người đang tận dụng thời gian ít ỏi để cố gắng hồi phục linh lực, mọi người đang rất cố gắng để có thể tiếp tục chiến đấu. Thanh Vân cũng vô cùng lo lắng, anh biết hai người A Phong và Tử Vân sẽ không chống cự được lâu, đám người Vương Lâm thì bị thương quá nặng, không thể chiến đấu, hiện tại chỉ có thể giúp cho Kiếm Tâm hồi phục linh lực thật nhanh. Ở thế giới bên trong quyển sách Thanh Vân cũng đang tích cực suy nghĩ biện pháp để giúp đỡ, rồi bốn con thần thú đi lạc vào thảo cầm viên rồi sao? Đang suy nghĩ thì có một cú đánh vào đầu gọi Hoa Thanh Vân, anh mở mắt thì có chút bất ngờ. Trước mặt anh chính là Thanh đế, toàn thân bận trường bào đen, Thanh đế bảo mình đang truyền thụ nhất kiếm cho anh, tại sao anh lại không tập trung? Thanh Vân biết mình có lỗi. Anh gãi đầu bảo mình có một chút chuyện nên phân tâm một chút. Câu trả lời này làm Thanh Đế có chút bất ngờ. Sau đó thì thể hiện một chút tức giận về câu trả lời này, nhưng trong lòng Thanh Đế đang chửi thề. Tốt xấu gì ông ta cũng là Thanh Đế, nhất kiếm của ông ta lại không có sức hấp dẫn gì với người này. Thanh Vân lo lắng trình bày, hiện tại sư muội anh đang trong tình trạng nguy hiểm, lại đang ở bên trong tinh nguyệt kính, không có cao thủ nào khác để giúp đỡ. Nói đến đây Thanh Vân đã có một chú ý, anh nhìn về Thanh Đế, anh nói ông ta là thủy tổ của Thanh Vân Kiếm Tông nhất định ông ta đang cất giữ công pháp đỉnh cao nhất định sẽ có biện pháp nhanh chóng nâng cao lực chiến của con người hiện tại đệ tử của thanh vân kiếm tông đang gặp nguy hiểm thanh vân tin rằng ông nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu thanh đế im lặng một chút sau đó ông ta nói mình là thanh đế vì sao ông ta phải nghe lời của hoa thanh vân nhưng trường hợp này thanh vân đã có cách đối phó buộc ông ta không chịu cũng phải chịu thanh vân lập tức xoay người rời đi trong sự giận dỗi anh nói nếu ông ta không giúp đỡ thì anh cũng sẽ không học nhất kiếm Đối với anh việc tu tiên giới có bị hủy diệt hay không thì cũng không liên quan đến anh, ta bỏ học đây, ta đi đây. Những hành động liên tiếp và nhìn Thanh Vân càng ngày càng đi xa thì Thanh Đế cảm thấy hoang mang. Ông ta không hiểu tại sao lại có kẻ dám cư xử với ông ta như thế. Sau khi hồi phục tinh thần, Thanh Đế vội vã đuổi theo Hoa Thanh Vân, ông ta nói mình sẽ cứu người. Ông ta bảo mình sợ Hoa Thanh Vân rồi, hơn ngàn năm nay thì anh là người đầu tiên dám uy hiếp ông ta. Thanh Đế muốn biết kiếm tâm tu luyện kiếm pháp gì, Thanh Vân rất hài lòng khi mình đạt được mục đích anh cho biết kiếm tâm đang luyện thanh vân kiếm quyết và trường hận kiếm quyết không rõ lý do vì sao nhưng khi nghe đến trường hận kiếm quyết thanh đế có một cảm xúc khó tả tiếp theo ông ta lại nghĩ thầm không ngờ lại là trường hận kiếm quyết có lẽ là do duyên số đã sắp đặt sau một lúc suy nghĩ thanh đế dõng dạc lên tiếng nếu ngươi đã thành khẩn cầu xin như vậy ta sẽ đại phát từ bi mà truyền cho sư muội ngươi một chiêu kiếm pháp những hành động này làm cho thanh vân cảm thấy thanh đế này quá kỳ lạ hoàn toàn không giống những gì được ghi chép lại điều đặc biệt là thanh vân cảm thấy thanh đế này rất quen hình như đã gặp ở đâu đó. Thanh đế bảo mình sẽ truyền cho anh một đạo kiếm ý vào thần niệm, sau đó anh truyền cho sư muội mình, vì ông ta không thể rời khỏi thế giới này. Nghiêm túc nghe giãn, bây giờ ta sẽ truyền đạt cho người. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.